Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chính thức thăm Nhật Bản từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11 năm 2021. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày 16 tháng 6, tại sân bay quốc tế nội bài, Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận gần 1 triệu liều vaccine COVID-19 của chính phủ Nhật Bản trao tặng. Món quà này thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của chính phủ và nhân dân Nhật Bản với chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và khan hiếm nguồn cung vaccine trên toàn thế giới. Tính đến nay, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam hơn 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cùng nhiều trang thiết bị y tế. Về phía mình, Việt Nam cũng gửi tặng 140.000 khẩu trang y tế cho Nhật Bản. Nhật Bản đã viên trợ cho Việt Nam rất nhiều vaccine phòng COVID-19. Điều này thể hiện rất sinh động mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Về quan hệ kinh tế, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt 40 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, cũng là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn thứ hai vào nước ta với 4.690 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký là 62,9 tỷ đô la Mỹ. Trong những năm tới, xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh cả về số lượng và ngành nghề. Hiện có khoảng 1.700 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Tôi cho rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa, Việt Nam sẽ đứng đầu trong thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản so với các nước Đông Nam Á khác. Bên cạnh việc hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, hợp tác về văn hóa, giáo dục và đào tạo giữa hai nước cũng có nhiều khởi sắc. Hàng năm có hơn 1,4 triệu lượt người Việt Nam và Nhật Bản đi lại giữa các nước. Số du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản là hơn 75.000 người và số thực tập sinh kỹ năng là trên 140.000. Nhật Bản đã hợp tác để nâng cấp và xây dựng một số trường đại học của Việt Nam nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý và dịch vụ. Năm nay, cả Việt Nam và Nhật Bản đều có lãnh đạo mới, nhưng qua ngày hai nước vẫn được duy trì ổn định và ngày càng phát triển. Điều thú vị là năm ngoái, Thủ tướng Suga chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên cho chuyến thăm nước ngoài sau khi nhậm chức. Còn lần này, Thủ tướng Việt Nam là lãnh đạo đầu tiên đến thăm Nhật Bản sau khi Thủ tướng Kishida nhậm chức. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, Mối quan hệ hữu nghị Nhật Việt sẽ không ngừng được mở rộng và làm sâu sắc hơn trên nhiều lĩnh vực. Cũng theo ông Motoyoshi, Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực và cần nhiều lao động nước ngoài, nhất là lao động Việt Nam. Vì thế, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, chắc chắn quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong vấn đề này sẽ còn phát triển hơn nữa.